Ngày hôm nay trở lại với Bro Tây Tàu. Ok, nó là quả trứng đang cosplay của khoai tây, vừa ý các bạn chưa? Thì mình nghĩ rằng chỉ có một cái lý do duy nhất để nó làm được chuyện đó, đó chính là do đá làm. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy đây không phải là một khoai tây củ nữa, mà nó sẽ thành một đá thủ như thế nào. Với một đá thủ, người chơi hệ đá chúng ta sẽ phải sử dụng nhân vật Milton với khả năng tiếp thu lĩnh hội kinh nghiệm rất nhanh, rất cao, thì chắc chắn nó rất phù hợp với cái video ngày hôm nay. Và đây rồi, vũ khí của nó chắc chắn sẽ là đá. Mình chỉ cần cầm cục đá này đi và pup, tập đá, tập. Vâng, chỉ như vậy thôi. Đập đá vào mặt đối phương. Vâng, vãi cả đạn. Lên level nhanh vãi trưởng. Vãi cả đạn. Vâng các bạn ạ, mới đập đá một tẹo thôi mà mình đã lên được lên level 2 rồi. Bây giờ mình thấy rằng là tốc độ đập đá của mình là đang hơi chậm, nên là mình sẽ tính toán là mình lấy cái tăng tốc độ đập đi. Ui sổi đây rồi, thêm một cục đá nữa. Rồi, hai tay hai viên. Các cục nó câu rồi. Suder là đấm ăn chơi. Hai tay hai cục là tung hoành khắp nơi. Đấy. Cục nó. Ây cha, đúng rồi. Quá, mỗi tuần cục đá này nó đập hơi lâu các bạn ạ, đập hơi chậm. Mỗi cú đập của nó thì khá thốn. Mỗi tuần đập chậm thôi. Đúng rồi, rồi ok. Đập có tí lên level kìa. Được rồi, mỗi bàn mỗi cấp độ lên 2 level thì cũng khá là ổn. Yes, thêm một cục đá nữa. Let's go. Đá thủ tự dưng không hiểu sao mọc một cái tay trên đầu để đập tiếp. Bụp, bụp. Rồi lên level. Bụp bụp các bạn ạ. Đúng là dân đá thủ này khả năng lên cấp độ với nó phải gọi là tốc siêu nhanh luôn. Lên phát nữa, ui tăng tốc đánh đấy rồi, tốc độ đập phải lấy. Ui con này của mình đúng là một đá thủ nhỉ. À, kể ra là cái thằng này nó cái thằng này đập đá nó rất là chill các bạn ạ. Nó đập từ từ chứ nó không đập nhanh nhá. Nó đập bình tĩnh tự tin vãi. Đúng rồi, đập mạnh tí nào. Đập thoải mái lên đi. Ui, mới có đợt số 4 mà mình đã lên được level 9 rồi các bạn ạ. 12% tốc độ di chuyển. Ok luôn. Một cục đá nữa. Ui. Các bạn ạ, 30% điểm kinh nghiệm cộng với cái này là 230% mà nhiều phết đấy. Mà trừ mất 2% hút máu của mình. Thôi khỏi. Chê. Một cục đá nữa. Yes. Đó, ra giống ra đá thủ hơn rồi đấy. Đấy, 5 cục đá, đúng rồi. Đúng rồi. Tụp. Đúng rồi. Level 10 luôn. Quả này không biết là mình nghĩ là nếu mà mình mà chơi được thắng hết tất cả 12 đợt ấy, có khi mình lên tới level 20 không biết chừng. Giờ đánh với con này mình phải dụ chúng nó xa một tí để mình có thể còn qua được cái chỗ mà mình vừa tiêu diệt chúng nó xong để mình ăn. Đấy này. Đó. Dụ nó ra thì mình mới ăn được, mình còn lên level chứ. Chắc một bà lên tới 3 level liền. Tầm đánh à? Ok cũng được. Cộng máu tối đa hay là cộng may mắn đây? Rồi. Cộng máu tối đa 6 cục đá đã hội tụ. À, bây giờ mình có khác gì như là Thanos không? Đã có đủ 6 viên ngọc, 6 viên đá vũ trụ. Bây giờ chỉ cần nâng cấp nó lên, xong rồi búng tay một cái là bọn này bay màu hết. Không, thật ra chỉ bay màu một nửa bọn này thôi, chứ không bay màu hết được các bạn ạ. Nghe tiếng đá nó phê không? Tiếng đá đập vào người bộ quái vật này. Đúng rồi, ui sời. Đúng rồi, đập chúng nó. Ui dồn hơi đông nha. Lùa tí nào, giải tỏa đám đông nào. Đây rồi, có thêm viên đá nữa là lên đá cấp 2. À đủ. Hóa ra cái những viên đá này là thuộc một hệ vũ khí là hệ blunt. Hệ vũ khí này là cộng giáp cộng máu nhưng mà lại trừ tốc độ di chuyển. Thằng nào nó trừ đến đâu đi nữa thì mình cũng mua tốc độ di chuyển mình bù lại rồi. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mọc thêm hai cái sừng trâu rồi này, thể hiện độ trâu của mình. Đánh cũng có vẻ khá là nhanh. Ui lạng lách đánh võng. Ui tốc độ di chuyển của mình bây giờ nhanh nên mình lạng lách phê thật sự các bạn ạ. Ai bảo là đá thủ là phải u ly nào, ai bảo đá thủ là không biết gì. Bây giờ mà mình mà có được cái mà cái đồ mà tăng tầm mà nhặt đồ ấy, cái đồ hình cái lưỡi ấy, thì nó quá tuyệt vời luôn. Đau. Một viên đá nữa để cho mình có 2 viên đá cấp 2. Một viên đá nữa để có 3 viên đá cấp 2. Hết đá rồi. Cái này hợp lý này, đầu đá thủ thì mọc cây cũng hợp lý rồi đấy. Sát thương của mình bây giờ đang là mỗi một cú đập là 44 sát thương. Còn đây là cú đập của cái đá cấp 1. Còn đá cấp 2 ấy, thì nó sẽ là 55. Chà, đồng quái vật quá nhờ. Nhưng mà tốc độ lạng lách đánh võng của mình thì quá nhanh luôn. Đó, rồi cứ xoay một vòng thôi. Ui giời ơi, trong bộ đó bắn đạn kìa. Ui quê. Bắn đạn đi đâu đây các em ơi?
Ê, quấn từ đâu nha, quấn từ đâu nha mày. Ôi, bây giờ bắt đầu mình đang có vẻ sát thương mình hơi yếu rồi. Và mình cũng không có thể nhảy vào lấy đồ được, nên là lên được có một level à. Đấy, bây giờ là cái đá thường của mình là sát thương lên đến 53 rồi. Còn đá cấp 2 là sát thương của mình lên đến 65. Ây chà chà đâu. Mình có máu trâu nhưng mà cái độ né tránh và độ cái giáp của mình thì vẫn hơi yếu. Bộ này nó tông vào mình một cái là mình mất tới 7 máu lận. Cái lúc này là rất cần, mình nói đấy, rất cần cái món đồ mà tăng tăng tầm nhặt đồ ấy. Thế mà nó không ra ta. Mình nghĩ rằng là mình có thể lên được tới level 20 rồi đấy, chắc chắn rồi đấy. Tốc đánh rõ ràng, cần tốc độ đập là hợp lý. Đấy rồi, một cái viên đá nữa. 4 viên đá cấp 2. Một viên đá cấp 2. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mình kết hợp hai viên đá cấp 1 trong tay mình lại và mình mua viên này, 6 viên đá vô cực cấp 2. Nó phải là như vậy. Thời má, hai món đồ mình cần đây. Lưỡi người ngoài hành tinh tăng tầm nhặt đồ và đá cấp 2 để tạo thành đá cấp 3. Khóa cái cửa hàng này lại. Sau bàn này chúng ta sẽ biết. Đó, bây giờ mỗi một cái quả đầu của mình là 64 sát thương. Rồi, các bạn ơi, mình đang mong đợi để đến chơi xong cái bàn này quá các bạn ạ. Để mình mua được hai món đồ cực kỳ gọi là cần thiết cho cái đá thủ này. Tiền. Thấy chưa? Tốc độ của mình chạy này. Ui, bọn này bọn nó dí theo không có kịp. Ui, ok. Nhưng mà đôi khi là mình không khỏe như mình nghĩ nha. Mình vẫn phải đường dài để mình đánh. Đau nha. Ui, tí toang. Đây rồi. Đầu tiên, lưỡi nhặt đồ. Và đá cấp 2. Yes. Con này nó có cái lớp xương bảo vệ ở mặt nên thành ra là mình có chọi đá ở mặt nó thì là không thể tiêu diệt được ngay liền luôn. Phải chờ tới mới giết được. Đúng là nhân vật này của mình ấy. Nếu mà các bạn gọi đây là quả trứng ấy thì chúng ta sẽ gọi đây là gì? Lấy trứng đập đá đúng không? Nhưng mà rất tiếc đây là của khoai tây nha. Ui à, đau. Lên được level 22. Và bây giờ sẽ là trận chiến cuối cùng. Chúng ta phải sinh tồn trong này trong vòng 90 giây. Nào. Đó, đá của mình đập khá đau rồi. Nhưng mà phải cố lên, phải né tránh nhiều hơn nữa. Nào. Danh dự của đá thủ. Tinh tự dịnh mình là mình sẽ là dạng danh làng đá. Mình sẽ là một ninja nhẫn giả làng đá thực thụ. Ui đông quá. Bây giờ lên level là bây giờ mình coi như mình đã, ở bàn cuối cùng này là mình đã chấp đối thủ một cái điểm của nhân vật luôn, đó chính là khả năng lên level cao, lên level nhanh. Bây giờ cần gì lên level nhanh nữa. Như vậy là sau video này mình đã rút ra được một kinh nghiệm. Hãy tự chơi game, đừng để đá.